word is near you, in your mouth and in your heart. Lời rất là gần trong miệng và trong lòng. But if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Lòng của người tin và miệng người xưng ra Đức Giêsu Christ thì người sẽ được cứu. It's a decision that you make to die to an old life, to be born again to a new life in Christ. Nhưng mà một quyết định của chúng ta là chúng ta chết với con người cũ, sự sống cũ và chúng ta sống lại với Chúa trong con người mới. The first decision is to repent, to turn away from your sins in order to follow Jesus. Quyết định đầu tiên của chúng ta là chúng ta xoay chiều khỏi tội lỗi để chúng ta có thể bước theo làm môn đệ. What does it mean that God is our Father? Chúa là cha của chúng ta có nghĩa là gì? Is that you can rest in peace. Có nghĩa là chúng ta có thể an nghỉ ở trong Chúa. That you have nothing to worry about. Là chúng ta không có cái gì phải lo nữa hết. That you have someone who will take care of you. Chúng ta có một cha chăm sóc chúng ta. Someone who will look after you. Và đấng quan phòng và chăm sóc chúng ta. Someone who will protect you. Là đấng bảo vệ chúng ta. Someone who will provide for you. Là đấng chu cấp cho chúng ta. It's a beautiful way to live. Một cái cuộc sống thật là tuyệt vời. Knowing that you have a good Father. Biết là mình có một người cha tốt lành ở trên trời. All powerful. Toàn năng. Who loves you unconditionally. Yêu chúng ta với tình yêu vô điều kiện. Tối hôm nay, you're hearing from the Holy Spirit. Anh chị em nghe từ Đức Thánh Linh. You are His beloved son. Anh chị em là con trai yêu dấu của Chúa. You are His beloved daughter. Anh chị em là con gái tuyệt vời của Chúa. In whom He is well pleased. Là ứng mà cha đẹp lòng. I lost my hearing on the left side, and tonight the Lord healed me. I can hear very clearly. Jesus. How do you know you've been healed of diabetes? Last night I eat all kind of food to make sure that the sugar will come up no matter what. But this morning I checked it and it's only 89. My eyesight is really bad and I cannot see far. But now I'm see all the way to the balcony. My big toes have been infected while you're preaching. The blood begin to ooze out. It's already dried up and healed. Tonight the Lord have healed me. My eyes can see clearly and I can hear clearly. The cyst in my arm is disappeared. And I opened my eyes and I saw a man with a white robe. Jesus was holding my hand. When God healed me tonight, my eyes can see very clearly. How the Lord have restored my eyesight. I know that when the door is open, I can see all the way to the other room. God healed me. I can breathe and I feel all the oxygen in my lungs. And then also my left eye, because of that, the affected, I couldn't see clearly. So when God touched me, the heat sensation came. When I fell down, I can see everything clearly. And I heard the Lord say, all your sickness is gone. You have been healed. God has anointed you with a purpose. Chúa ngài đã sức dầu cho anh chị em với một mục đích. For you to be a witness of Jesus. Đến cho em sẽ làm một nhân chứng cho Chúa Giêsu. In Klang, Malaysia, Jesus Christ is Lord.